Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, liên quan đến vụ hai nữ tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc vì tình nghi buôn lậu tinh dầu cần sa, nhiều hãng hàng không Việt Nam đã ngay lập tức lên tiếng về sự việc trên. Theo đó, đại diện hãng hàng không Vietjet Air khẳng định hai tiếp viên bị bắt không thuộc phi hành đoàn của hãng. Hoạt động của Vietjet vẫn đang diễn ra bình thường, an toàn và tuân thủ các quy định. Bên cạnh đó, Bamboo Airways cũng phát đi thông báo tương tự sau khi xác minh sự việc và kiểm tra nội bộ. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết đơn vị đang xác minh từ các bộ phận chức năng và sớm có thông tin về vụ việc. Về phía cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết hiện cơ quan đang truy tìm các tiếp viên hàng không có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xác định xem có thêm cá nhân nào tham gia vụ việc. Bên cạnh đó, theo nhà chức trách Hàn Quốc, việc kiểm tra hành lý bao gồm quá trình kiểm tra bằng máy quét tia X của các thành viên phi hành đoàn đơn giản hơn so với những hành khách thông thường. Phía cảnh sát Incheon nhận định, việc các tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc để kiếm thêm thu nhập đã có từ lâu. Cập nhật từ báo Tuổi Trẻ mới đây, trong bản tin của mình, đài MBC của Hàn Quốc cho biết, vào ngày 6 tháng 9, Sở Cảnh sát Incheon phía Tây Seoul vừa bắt giữ 2 trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy. Được biết, hai nữ tiếp viên bị bắt đều thuộc một hãng hàng không của Việt Nam và khoảng 20 tuổi. Theo thông tin ban đầu được biết, hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, hay được biết đến là tinh dầu cần sa, ước tính giá trị khoảng 300 triệu won, tương đương hơn 5,4 tỷ Việt Nam đồng, trong các hộp đựng mỹ phẩm và tuồn vào Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2023. Theo kết quả điều tra của phía cảnh sát Hàn Quốc, hai nữ tiếp viên trên đã nhận chuyển hộ số hàng trên từ Việt Nam sang Hàn Quốc với thù lao khoảng 68.000 won đến 150.000 won, ước tính khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi chuyến hàng. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, các nữ tiếp viên một mực khẳng định họ chỉ nhận vận chuyển hàng vì nghĩ đó là mỹ phẩm mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa. Bên cạnh đó, cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết thêm hai tiếp viên còn lại trong số 4 tiếp viên hàng không cùng thuộc phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam đã không nhập cảnh vào Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Nghi vấn có ẩn khúc, cơ quan điều tra Hàn Quốc đang tiếp tục truy tìm tung tích của hai thành viên phi hành đoàn còn lại, đồng thời cũng mở rộng điều tra để xác định xem có thêm đối tượng tham gia trong vụ buôn lậu chất cấm chấn động trên hay không. Đài MBC News cũng cho biết thêm thông tin, việc kiểm tra hành lý bao gồm quá trình kiểm tra bằng máy quét tia X của các thành viên phi hành đoàn tương đối đơn giản hơn so với những hành khách thông thường. Phía cảnh sát Incheon Hàn Quốc cũng nhận định việc tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhằm kiếm thêm thu nhập không còn gì xa lạ, thậm chí việc này đã diễn ra thường xuyên từ rất lâu. Tuy nhiên, sau khi sự việc của tiếp viên hàng không Việt Nam buôn chất lỏng cần sa bị phát hiện, một nhân viên hải quan sân bay quốc tế Incheon đã nhấn mạnh họ sẽ tăng cường kiểm tra hành lý của tiếp viên các hãng hàng không đến từ Việt Nam. Trong khi đó, báo Hang Kyung cũng cho hay, cảnh sát Hàn Quốc cũng phát hiện một tiếp viên khác có hành vi vận chuyển ma túy và đang đề nghị phía tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phối hợp truy tìm. Xung quanh vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy, nhiều câu hỏi đặt ra là hành lý của phi hành đoàn được quy định thế nào? Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, các hãng bay quy định tiếp viên và phi công không được phép mua hàng có tính chất buôn bán, trao đổi và hàng hóa mua phải có hóa đơn. Lãnh đạo đoàn tiếp viên của một hãng bay cho biết, trong quy định phi hành đoàn gồm tiếp viên và phi công đều được giám sát về hành lý, hạn chế thấp nhất việc vận chuyển, mua bán hàng hóa sai quy định. Theo đó, trong vali xách tay của họ sẽ bao gồm túi mỹ phẩm, bộ vệ sinh cá nhân, thường phục, đồng phục dự phòng. Bay ở chặng ngắn, vali 7kg, còn bay đường dài như châu Âu, Úc có thời gian lưu trú dài ngày thì gồm một vali 7kg và một vali ký gửi 20-27kg tùy mùa. Nếu hàng hóa tiếp viên xách về trong định lượng cho phép và có đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ngoài ra, việc mang tiền cũng được giám sát chặt chẽ nhằm tránh trường hợp rửa tiền ra nước ngoài. Hãng quy định chỉ cho phép mang tối đa 500 USD tiền mặt, còn thẻ tín dụng không có quy định cụ thể. Theo quy chế nội bộ, 100% phi công và tiếp viên phải ký cam kết không buôn lậu, không tiếp tay cho buôn lậu. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ phó của một hãng bay cho biết, trong một chuyến bay quốc tế, tổ bay thường kiếm chút đỉnh từ việc mua hàng xách tay để bán lại ăn chênh lệch. Vali tiếp viên
tổ bay thường là các vật dụng cá nhân đơn giản, khoảng trống còn lại sẽ mua thêm một ít đồ để bán lại. Tiếp viên HVT, chuyên bay Hàn Quốc cho biết, thường mua sâm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm tại các cửa hàng có hóa đơn chứng tử, hàng miễn thuế, duty free ở sân bay. Theo T là rất khó mua vì đoàn tiếp viên đã ra quy định cấm. Thông thường chênh lệch giữa giá gốc với hàng hóa bán lại trong nước khoảng 25-50% tùy sản phẩm. Còn lại tiền công vận chuyển cũng khá cao, cụ thể bánh kẹo thực phẩm là 210.000 đồng trên kg, quần áo giày dép 240.000 đồng trên kg, mỹ phẩm dưỡng da 250.000 đồng trên sản phẩm. Theo T, mỗi chuyến có thể kiếm thêm thu nhập từ 1,5 đến 3 triệu đồng, lương tiếp viên 20 triệu trên tháng, nhưng nếu kiếm thêm bằng buôn bán vặt thì khoảng 10 triệu chứ không được nhiều như mọi người tưởng, T tiết lộ. Bên cạnh việc dư luận quan tâm đến việc 4 tiếp viên hàng không trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, thì vẫn có những người đặt câu hỏi về việc liệu có những lỗ hổng an ninh hoặc tiếp viên hàng không đã lợi dụng những đặc quyền chỉ có họ mới có để lách luật. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa trả lời về việc tiếp viên hàng không có phải kiểm tra hành lý tại sân bay như hành khách hay không. Thông tin từ Sinh News. Điều 43 Thông tư 13/2019 quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam nêu rõ danh sách tổ bay sẽ được cung cấp cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trước khi làm thủ tục kiểm tra. Tổ bay phải mặc trang phục theo quy định, tự đóng gói hành lý và chỉ được phép mang hành lý theo quy định của hãng hàng không. Tại nơi kiểm tra an ninh, thành viên tổ bay phải xuất trình thẻ nhận dạng để kiểm tra, đối chiếu. Về hành lý, việc soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh đối với thành viên tổ bay và hành lý của họ được thực hiện tương tự với hành khách, hành lý xách tay của hành khách xuất phát. Điều 41 thông tư này quy định hành khách, hành lý xách tay phải được kiểm tra an ninh bằng soi chiếu an ninh hàng không trước khi vào khu vực hạn chế 100%, trừ trường hợp được miễn kiểm tra an ninh hàng không theo quy định. Người từ chối soi chiếu an ninh hàng không sẽ bị từ chối vận chuyển. Ngoài ra, hành lý ký gửi vận chuyển không cùng với hành khách trên chuyến bay cũng phải được soi chiếu bằng tia X hoặc kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị phát hiện chất nổ. Những vật phẩm thuộc trường hợp được miễn soi chiếu bằng máy soi tia X được quy định tại thông tư này bao gồm túi ngoại giao, túi lãnh sự, thi thể người đặt trong hòm kẽm gắn kín, các sản phẩm làm từ máu, bộ phận nội tạng dùng cho việc cấy ghép, vaccine hoặc hàng hóa nguy hiểm mà việc soi chiếu hoặc kiểm tra trực quan sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, như các vật liệu cho nghiên cứu hạt nhân, vật liệu phóng xạ. Đối chiếu những quy định trên, có thể thấy pháp luật không ưu tiên cho tiếp viên hàng không trong việc kiểm tra hành lý. Hành lý của tiếp viên không thuộc đối tượng được miễn soi chiếu. Kiểm tra hành lý của họ được thực hiện tương tự với hành khách đi trên chuyến bay. Về quy trình soi chiếu hành lý của hành khách cũng như tiếp viên, Thông tư 41/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định như sau. Đầu tiên, người cần soi chiếu phải cởi bỏ áo khoác, mũ, giày, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ vật khác mang theo người. Đặt các đồ vật, chất lỏng, thiết bị điện tử vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi qua cổng từ. Sau đó đi qua cổng từ hoặc thiết bị soi chiếu cơ thể nếu có. Nếu cổng từ hoặc thiết bị soi chiếu cơ thể báo động hoặc có biểu hiện nghi vấn thì nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sử dụng kết hợp thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan. Cuối cùng, hành khách đặt hành lý xách tay lên băng chuyền đưa qua máy soi tia X. Khi hành lý có nghi vấn, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải tiến hành kiểm tra trực quan hoặc lục soát an ninh hàng không theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!